Dạ, kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã đến với kênh ha. Hôm nay thì con cũng ghé lại vườn của anh Kiệt, ảnh cũng có một số cây mới giao lưu cùng quý cô chú. Đặc biệt clip hôm nay thì những cái ngày cuối năm heo chú, những clip cuối năm ảnh khuyến mãi tri ân khách hàng cũng như là xả hàng một số giảm giá cho mình luôn. Giá thì đã rẻ rồi, hôm nay còn rẻ hơn nữa ha. Vừa khuyến mãi xả hàng vừa tri ân khách hàng, nói chung là rất là nhiều phôi cây đẹp giá rẻ. Thì mời quý chú cùng gặp lại anh Kiệt để mình giao lưu ha. Rồi em chào anh Kiệt. Rồi, xin chào Khánh, xin chào quý cô chú trên mọi miền đất nước ha. Hôm nay là Kiệt bán một số phôi chiếu thủy là chủ yếu. Dạ. Có một vài cây thì bông giấy rồi chơi thôi. Nhưng mà đặc biệt hôm nay là tri ân khách hàng, là Kiệt chỉ bán hôm nay và ngày mai nữa là Kiệt nghỉ Tết nha. Dạ rồi. Không vận chuyển người ta không có nhận hàng nữa, cho nên là Kiệt bán hai clip cuối là Kiệt sẽ nghỉ Tết nhằm để tri ân khách hàng. Thì hôm nay là Kiệt sẽ bán cho quý cô chú mình là giảm 10% trên một đơn hàng. Còn quý cô chú nào mua từ 3-4 đơn thì theo cái giá trị tiền thì có thể Kiệt tặng một cây cũng giá trị từ giá 20%. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình vào cây số 1. Sao và một cây da đen lá lớn. Giảm 10% trên cái 10% là trên một đơn. Trên đơn luôn. Còn giá trị cô chú nào mua từ 3 đơn trở lên thì Kiệt có thể chiết khấu 20-30% hoặc là tặng một cây theo cái giá trị tiền của quý cô chú mình. Rồi, dạ. Cây số 1 là chiều cao nó là 40. Mà số 1 một mai chiêu thủy heo hoành thân nó 19 này, da đen lá lớn nha quý chú. Vậy mình lọc lượt lại ha, tổng cái cụm nó về là 79. Cây đã rẻ rồi mà còn giảm giá luôn. Rồi cái chiều dài con thú này là 28. Rồi một cái cục này như cái đít chậm bá rồi. Rồi cây số 1 thì giao lưu với quý cô chú mình 400.000. 400 thôi quý cô chú ơi. Rồi đổi luôn. Số tiếp theo là cây số 2. Cây này vẫn là da đen lá lớn. Mà đen nu anh ha. Đúng cái rồi. Này dòng nu. Ồ, thân nó nu cục cục vô chú. Mấy cái cành này kìa không cắt lại cho nó ra gọng xe. Tại vì lý do để nhiều khi cô chú mình về biến tướng lại mình làm theo cái kiểu mình yêu thích ha. Chiều cao nó 56. Dạ. Hoành thân là 27. Tổng cụm đế hạo nó gì là 58. Rồi cho em qua dòng đây. Đế đấm rồi này nó cũng có đầy đủ hết heo chú. Cây già cây à. Rồi cây số 2 này thì Zalo với quý cô chú mình là 450.000. 450. Dạ rồi. Là nếu mà lấy cây đó thì 450 trừ 10% là 45.000, coi như là cũng như là còn 400. 400 thôi quý cô chú ơi. Rồi cây số 3. Số 3 vẫn là da đen lá lớn mà này là nó nổi nu hột dữ lắm nha quý cô chú. Dạ. Ảnh cũng chừa nhiều cái dáng thế ha, cho mình về mình cưa mình này, cắt. Kiệt chừa thừa rồi. Cho quý cô chú mình về làm theo ý thích. Chiều cao 40. Cái hoành ngay chỗ cái cổ này 29. Xuống ngay chỗ này là nó được 39. Dạ. Tổng cái đế là 51. Cây này cũng có nhiều dáng chơi nè anh Kiệt ha. Cây này cắt ngang đây vậy nè, trực lắc nè. Dạ. Ha. Rồi lại giờ trực lắc mà nó cũng chơi cũng độc cây lắm. Đế này thiên nhiên nó đều như vậy là nó cũng đẹp à. Rồi cây số 3 là 400.000. 400 thôi. Cây số 4. Mấy cây này thì phôi giá mềm luôn đó chú ha. Đó. Mấy cây này Tết mình Kiệt bán về chứ qua Tết mấy cô chú mình không có mua được giá này đâu. Chiều cao nó 64. Hoành nó được 24. 24. Tổng cụm đế nó 35. Cây này chơi cây cành gớt ha. Cành gớt. Cái này mình dựng lại nè. Dáng nó cong cong mình chơi cành gớt luôn chú ha. Cắt này lại cái quýnh gần gớt nhiễu xuống chơi thôi. Rồi cây số 4 này là 250.000. 250.000. Rồi.
số 5 vẫn là da đen lá lớn, cũng khá độc đáo nữa chú. Cũng nếu mà lọc hết thì ra thú cũng được nè anh ha. Đúng rồi. Mà thì chỉ cắt sáng sáng cho quý cô chú mình dòm thôi. Chiều cao 50. Hoành ngay cái cổ này là 28. Tổng cái cụm nó về là 46. Dạ. Mà cắt bít luôn quý cô chú. Mấy cây này thấy vậy chứ già lắm, hồi đó mà cắt dạ. người ta chặt nè. Bít luôn anh hả? Đúng rồi nè. Mà cắt trên này cũng vậy luôn nè. Không có thèo dít vậy. Rồi cây số 5 là 350 ngàn. 350 thôi ha. Cây này đẹp lắm quý cô chú. 350. Rồi. Số 6. Số 6. Cái này là cũng nu da đen lá lớn. Là cái hột nó lên nè. Giống như là ngỗng vịt vậy. Đưa cái mình. Chiều cao nó 40. Cái hoành của cái thân vị trí này là 22. Ngay trong cái cục này là 48. Hạo và tổng cụm đế nó như vậy là 78. Dạ. Đế đấm cũng quái lắm rồi chú, có nguyên cái cục chà bè như này. Rồi. Rồi, số 6 là 450 ngàn. 450. Số 7. Số 7 cây này độc lắm đó. Cây này thấy gì chứ sữa cành gớt quái lắm á. Cắt tầm tới này vậy nè. Dạ. Bút nhiễu xuống cành gớt nó đẹp. Chiều cao 76. Quanh ngay chỗ cái cổ này là được 20. Ảnh lựa chọn cái dòng cũng dễ chơi cho mình heo chú. Dòng cây dễ chơi. Cụm đế này là 64. Cây này mai chú thủy này cực kỳ dễ anh ha. Đúng rồi. Dễ trồng dễ chăm. Cái này quý cô chú mình chê chỗ này nó bị thô, mình cắt cái rễ này bỏ luôn là điềm đạm lại. Dạ. Thành cây quái luôn, lấy cái đó ra chơi cây mini quái được. Mini quái luôn mà mình làm là cây cành gớt, cây này làm cành gớt, có cây con tử rất là đẹp. Rồi cây số 7 kiệt giao lưu là 300 nghe. 300. Rồi. Số 8 là cây lai. Cây lai cắt lùng lực bonsai luôn à. Đây nó bị bọng như nè, nhưng mà cây này nữa về cô chú mình sửa lại bonsai đồ chơi ha. Dạ. Chiều cao thì cắt được 20, cái quạnh cổ này được 13, nguyên cái bể này 40. Rồi nhiêu đây anh? Số 8 300 ngàn. 300 thôi. Số 9. Số 9 vẫn là một cây nu da đen đó lớn. Quá xá luôn. Già cây lắm vui chú. Cây này già nổ da luôn. Chiều cao 62. Quỳnh thân được 36. Tổng cái nồi đế 70. Dạ. Rồi cây số 9 này là 500 ngàn. 500. Số 10. Cây khá to đó anh ha. Cây này có mấy cái cây này nó già dữ lắm mà nó có cây này nó có cái bị dách. Có cái cành quái quá quái luôn ha. Cái này là mấy cái cành này là thiệt giải thích cho cô chú nghe là mấy cái này kia cũng không rành, nhưng mà mấy ông lão nó nói này là sơn thủy. Trên đây làm tay dưới đây hạ tay. Dạ. Yeah. Mấy ông già mấy ông bẻ sơn thủy. Tay lên tay xuống ha. Tay lên tay xuống. Chiều cao nó là 64. Hoành thân chỗ này là 34. Còn nồi đế thì dách dưới A thôi, nồi khỏi đó. Dạ. Cái này không có tì vết gì chứ. Ngắm nghĩa mình cắt lại. Rồi số 10 500 ngàn. 500 của chỗ ha. 11 là cây trang sen. Cái này cái cũ nó rất là đẹp.
Cái này thì cành nhánh nó vô dây nó thành cây bonsai cũng chuẩn lắm á, nhưng mà tại vì kiệt tiết cái bông hoa này nè, để cho cô chú mình chơi tết. Mấy cái cây tay này kiệt này, vô dây rồi là cái giá trị nó lên tiền liền. Mấy tay này quá vừa vô dây, chiều cao nó 20, hoành thân nó 12, tổng cái củ nó là 30. Rồi cây trang số 11 này là 600 ngàn, 600 ngàn trừ 10% còn 550, đúng không anh? Giảm 10%. Đây cây này cũng nu da đen nó lớn, cái lô này công nhận đứng về lô này đẹp, hột thì cực kỳ hột luôn, hột với lại trên này quái anh ha, nó quái nó u nó nần rồi miếng lô này, chiều cao nó 56, giữ lại mấy cái nét đó chơi độc đáo, hoành thân nó là 31, tổng của cái bệ nó về luôn nè 97. Trên cây nó có một cái gì đó đặc biệt, nó có nhiều cái quái gâm như vậy nè, cho cục nên cục là thiệt không có cắt, để về cô chú mình cắt theo cái ý thích. Ở dưới này cũng độc đáo ha, từ rễ mọc ra ha, mấy cái này từ rễ mọc ra nè, mấy cái ngó nè, ngó nuôi mấy cái ngó này làm những cái cây tử rất là đẹp, ngó này bít hết rồi nhiều chú, đã lắm, ngó này nó không có tì vết ha. Dạ kéo nè. Rồi cây này nhiêu đây, 500 luôn anh hả? Cây số 12. 12 phải không, lại cái trang số 11 không nha. Ừ. Rồi cây số 12 500. 500. Rồi đổi luôn. Số 13. Cây này cũng lắc lượng anh ha. Lắc lượng. Cây này là đúng là của kiệt chơi là cắt cái này. Đây nó có một bệt dưới đít đó nè. Nhưng mà con cái để như vậy nhiều khi cô chú mình muốn tận dụng nó như thế nào thì mình làm theo ý thích. Chiều cao 80. Hoành thân 17. Cổ đế nó 32. Dạ. Rồi cây số 13 này kiệt giao lưu là 300 ngàn. Cái này cắt ngang đây nè, quýnh là cái cành gớt nhỉa xuống gì chơi rất là khéo cây này nè. Lấy được cái gọng C luôn. Lấy gọng C. Rồi cây số 14. Cây này là chung nu nha quý cô chú. Dòng chung nu thì nó có cái điểm ưu, tức là nó ra tới đâu là bông nó tới đó, nó không có thua gì kim giòn. Dạ dòng trung nu, chiều cao nó 28, tổng cái cụm nó về là 57. Cái này đặc biệt lắm chú, này là nó nguyên cái bệt này nè, nó cái bệt này là về của chú mình rửa sạch cắt cái rễ ra là nó một cục nạc. Dạ nó như cái bánh bòi anh ha. Nó liền một bệt đặc đó chú, cái này làm sạch ra nó día lắm, cái này chắc 250 ngàn. Cái con chú mà ra rồi bắt đầu cho nó xổm lên nguyên cái cục lên cực kỳ 250 nè, nó có cái chớn nè như chú thấy nè ha, đó phô lên khá rõ. Rồi 16. Cái gì 16 anh? 10 cái đó mười mấy à? 15 à. Cái đó cây số 15. Rồi để ý số cho cha với con ơi. 15. Đây là cây 15. Chiều cao 60. Hoành thân vị trí này nó là 29. Mấy cây này của ảnh già quá. Tổng cái cụm của nó là đúng 100. Dạ. Yeah. Cây này là làm sạch ra là nó ra gọng xê rất là đẹp nè. Dạ, nu. Quái. Về mình tha hồ mình sáng tạo. Cây số 15 này là 550 ngàn. 550. Dạ. Cây này mới giữ nữa anh hả? 16. Già như trái cà luôn. Cây này nó nu gai vậy mà nó kiếm được một cái lô chú thủy mà nó già như vậy khó. Bệ. Chiều cao 48.
Quỳnh Thân ngay đây là được 25. Tổng cụm nó 84. Dạ, anh không có đo cái này luôn nha quý chú, đo phần trong này. Rồi cây số 16 này kia cho lưu là 500.000. Dạ rồi, 500. 17. Cây này chơi mẫu tử anh ha. Mẫu tử dài cây. Dài cây con ở dưới. Cái con nó khéo lắm đó. Xếp chồng vậy đó anh ha. Xếp không về chồng. Cắt cái này bỏ. Cắt cái lấy, thân này nè. Em nghĩ là bỏ thân ở giữa này nè. Bỏ cái thân, bỏ cái thân giữa này là lấy cái này là cây tử, có cành tử che con. Chơi rất là đẹp. Chiều cao 70. Hoành thân đó không được đó, ngay cổ này luôn đó. Ngay cái cổ này là được 32. Dạ. Yeah. Hoành thân trên này được 17. Rồi, cây số 17 này là 250.000. 250. 18. 18. Hôm nay nhỏ nhỏ nhưng mà già lắm, già nha chú. Mấy cây này thì bao già. Cây này về mua chơi là chán, bán lợi cũng không bao giờ có đường nào mà không lợi. Chiều cao 42. Bình thân nó 19. Tổng bệ 77. Dạ rồi. Cái số 18 này là giá 300.000. 300 ha. Giá từ nữa giờ cũng thấy không có giá cao, từ 550 trở xuống. Tiếp tục kim quýt ủng hộ cho anh Kiện theo chú clip chi ân khách hàng kim quýt ngày cuối năm vừa bán, chi ân khách hàng giảm giá rồi giảm phần trăm cho bớt phần trăm cho quý cô chú để thay lời cảm ơn thôi nha. Dạ. Qua năm tiếp tục theo dõi ủng hộ anh Kiệt nữa hả chú? Qua sang năm còn sập sàn hơn nữa là clip đầu năm Kiệt sẽ giảm giá từ 4-50% clip đầu năm. Chiều cao 60. Hoành 23. Tổng cụm đế 54. Dạ. Giá 500.000. 500.000 một cây kiêu quýt. Dễ em thích phong cao, chơi lấy cái phôi này lùng lực lại cũng đẹp luôn. 20. Mấy cây này là lúc đầu khách trả 500.000 lấy lượt 4 cây không bán. 68. Dạ. Hoành 22. Này bộ đế đẹp đâu. Tổng cái cụm nó là 56. Năm trăm năm mươi ngàn. 550. Dạ. Dạ. 21. Sát vô trong. 21. Chiều cao 50. Hoành thân nó 25. Đế này đẹp á anh kể cây này nè. Đế ừ. Em thấy đều quá trời ha. Đế đều quá. 21. Nó gà xum xê vậy đó. Giá 450.000. Dạ, 450. Rồi. 22. 22 là cây khế. Một cây khế. Cái này thì lúc vận chuyển nó có sơ xuất, cái này thì cố gắng bảo vệ thân quý cô chú. Nó có sơ xuất cô chú thông cảm dùm cho. Chiều cao nó được 50. Hoành thân nó là 32. Tổng cái nồi đế nó là 88. Này không thích chơi mấy cái này thì mình tháo ra hết. 22. Nó lột tháo ra cái nó đưa cái đít chà bá. Lội cái bộ cũ này ra. Cây này bữa nay rất là khỏe nè. Mặt cắt nó đang kéo nè. Dạ. Rồi cây 22 này kia cho lưu là 600.000. Tược đang phúng.
hai bữa qua một cái lài này là trắng giả bông, cái này là về vô chậu là chơi luôn nha quý cô chú. Dạ chơi dáng bay bay như anh để vậy đó anh ha, cũng đúng nhìn rồi. Cũng đẹp lắm chứ, đó ngã ngã vậy đó, đó dáng này nè quý cô chú ơi. 23 hoa nó nè, nó đang nở bông dữ lắm à. Bây giờ kiệt đo cái chiều dài của cái thân chính thôi, còn cái tán dạ. Nữa kiệt bó lại nha quý cô chú. Thân dài, thân chính bự của nó là 56, hoành nó được 15, lại cao lên 90. Bông khiếp lắm cô chú, bông nó nụ đậy chứ. Tổng cụm đế nó 52. Rồi anh dịnh nha. Rồi cái 23 này kiệt giao lưu với quý cô chú mình là 500.000. 500. Đó. 24 giờ đen lá lớn, cái này nó như lực sĩ. 5 bán 2 clip này là bao rẻ, chiều cao nó 52, hoành thân 29, nu cục cục. Tổng của cái vệ đế nó về là 110. Rồi cây 24 này khi giao lưu là 500.000. 500. Dạ rồi. Dẫm màu mè qua lá cạnh cái ha. 25. 25, một em hoa giấy. Cái này là kiểu chỉ cho cô chú mình thấy cái màu nó thôi nha cô chú, chứ nữa mình cắt lại cho nó gọn chứ nó chưa. Cái này là màu đỏ anh hả? Đỏ này là cây dạng hoa lầu xưa. À, đỏ vạn hoa lầu. Cái này sát pháo xưa. Sát pháo chứ. Sát pháo xưa mà đỏ nó chùm vậy đó, là để cho cô chú mình xem về chứ nữa kiệt cắt rút lại hết. Dạ. Rồi về nó túa ra là đồ này nó loại này nó điểm u nó là bông quanh năm. Rồi, sát pháo. 25. Phải không chào? Đúng rồi. 25. Nhiều đây à, thân nó thì nữa cùng tay nha quý cô chú. 250.000. Dạ, 250. Màu đẹp lắm quý chú. Màu đỏ xưa này là nó không bao giờ nó bị ấy, nó chỉ bị tiệt chủng thôi. Nó còn sự thật là nó không bao giờ lỗi thời. Rồi đổi luôn. Hai mươi sáu tiếp tục quay là chữ thủy anh ha. Chữ thủy. Chiều cao 50, hoành thân nó 20, tổng cái bệ 69. Rồi 350.000. 350. 27, một cây xanh không đá. Cây xanh này là quý cô chú dòm kỹ cái bộ rễ đó, nó như cái củ khoai mì nó mọc ra vậy đó. Dạ yeah. Anh hỏi cái củ nó rất là chồng mình giữ vậy đó anh ha. Ừ đúng rồi, cái rễ nó ôm cục đá kín mít trong xe luôn quý cô ha. À, anh lận nước dây cho mình. 27. Cây này kiệt cũng xin nói trước là khi mà đóng thì kiệt bóp bóp cho nó gọn lại về quý cô chú mình lặn ra. Chiều cao nó hạo về là 40. Bản thân vị trí này 17. Tổng cái cục đế thôi. 80. Dạ, nhiêu ra? Giá 800.000. 800 thôi quý chú ơi, bao ship luôn. Ôm cục đá kín mít luôn. Rồi. Nguyệt quế. Cây nguyệt quế.
Trời dán cái này không biết kêu bằng cái gì đó anh kìa. Cái này à, cái này là mình lên gì mình dựng lên nè, dạ, rồi mình quấn một cái tay đây, cái quấn lại một cái tay ở cái này, cũng như là nó đuôi như con thú mà nó mới quái vậy ha. 28 nói chung thân này cũng khá là khác biệt chơi vậy. Rồi chiều cao của thân lớn thôi là 24, ở dưới đây là hoành ngay vị trí này là được 26. Rồi thôi vậy thôi, này lá sắn bông chùm. Rồi cây nguyệt quế 28 này là kiệt giao lưu là 300.000. Dạ 300. Rồi trẻ trẻ ra cho nó đều. Hai mươi chín bé lọc, lọc dừng bông đỏ nha quý cô chú. À cái cây này rất là già quý chú ơi, quái luôn. Cây này nó đã có bông rồi nhưng mà tại vì nó là lá lớn bông đỏ nên mà về chú mình không thích thì ghép lá nhỏ lại. Chiều cao nó được 16, cái hoành của cái cổ này là cùng 16 luôn. Tổng của cái nồi đế 53. Cây khỏe rồi, nó đang lên mục nè quý cô chú ha. Dạ. Yeah. Cái con lọc này, cục lọc nó đẹp quý cô chú. Chân rễ rồi nè ha, liền lạc. Về mình cắt cái rễ này nè. Là mình quýnh thành một cái cây đổ, đổ này là đổ không lỗi nha. Đổ này đổ đẹp luôn chứ không phải là nó đổ treo, đổ đạp nữa. Dạ. Rồi, cái cây lọc rừng này là số 29 này là 350.000. 350.000. Trời đổi luôn. Ba mươi là một cây si bông. Si bông. Cây cũng quái quái ha. Cái tán đổ nó là 30. Hoành thân nó được 12. Tổng cái cụm nó như đế nó về là 37. Rồi. 250.000. 250. Đây là một cái rễ khí Nhật, khí Mỹ vậy nè quý chú, lá nó rất nè. Cái rễ anh ha, cái rễ. Chơi tận dụng hay không chú? Chơi cái rễ. Rễ này rễ quái lắm á. Chiều cao 20. Thiệt đo từ cục nha, cái cục này nó trên chà bá vậy là 23. Thân của nó chắc khoảng 10. Tổng cái đế nó là 30. Dạ. Yeah. Rồi, đối với cây bonsai thì nét đẹp nó đến từ nhiều cái khía cạnh anh ha. 30. Và cái khế 30 này kia giao lưu là 300.000. 300. Rồi. Tiếp tục giúp em luôn. Bóp bếp mang cái nào đi. 31. 31. Trở về em chưa thử. Chiều cao nó 50. Mệnh thân vị trí này là 33. Xuống dưới đây là 49. Tổng cụm đế nó là 88. Rồi quay về đặc sản của anh ha, vừa ngon bổ rẻ. Nó có nguyên cái dách liền như nè. 31. 550.000. Dạ, 550. 32. Rồi, gì? 32. Mã 32. Ủa đó 32 hả? Rồi. Cái đó cây 31 mà. Thôi tiếp đi anh, không sao đâu. Đây cây gì đây? Một cây lọc. Cây này đang bốn chồi. Cái này bông màu hồng nha quý cô chú.
Rồi. Một cái củ này nó gối là vậy đó. Đang bún chòi nè. Chiều cao 40. Bình thân 12. Tổng cái củ nó là 38. Rồi cái lộc dừng 32 này là giá 300 ngàn. Dạ. Rồi tiếp anh kia. 33 là một cây da đen lá lớn. Dạ. Cây này thì nó thành phẩm như vậy về cô chú mình chơi ha. Còn mình muốn chỉnh ra cây bài thì mình cắt bỏ một vài cành mà rồi nó ra cây bài cũng rất là đẹp á. Cây này quái cây đẹp luôn, nuôi lâu rồi. Không còn ôm dây nữa, chiều cao nó là 22. Không có mà cắt luôn. Hoành thân nó là 12. Tổng cái cụm nó là 41. Rồi cây 33 này là 800 ngàn. Dạ, 800 ha. Rồi, cây này để bàn hết sảy luôn. Rồi, 34. 34 là một cây ổi. Lá rí. Ổi lá rí luôn. Chiều cao nó 26, thân nó thì lớn gấp rưỡi cây biết lông. Bài của tán nó là 32. Dạ rồi. Rồi cây 34 này là 300 ngàn. 300. Rồi một cây nữa đi anh ơi, rồi mình kết thúc clip ha. Dạ. Kết thúc clip thì cây cuối cùng là Kiệt sẽ lên một cây... Cây gì đây? Cây cam Mỹ ghép cẩm ghép cần thăng. Thăng ghép cam Mỹ. Ghép cam Mỹ. Dạ. Thì cây này là ghép lâu lắm rồi anh hả? Đúng rồi. Cây này nó trái rất là nhiều. Và quý cô chú dòm bông nó là bông nó rất là nhiều. Dạ, cây bông này nhiều. Mình chơi luôn tới tháng Giêng rồi tới mùng 5 tháng 5 luôn. Cây cốt ghép to lắm rồi chú ha, nó ổn định nó lâu rồi. Cây cốt ghép này là nó liền nhìn vô là không thấy mặt ghép luôn. Liền luôn rồi. Dạ. 35 cũng là cây cuối clip. Dạ rồi, 35 cuối clip luôn. Chiều cao nó là 30. Chiều bay của tán nó là 40. Hoành thân của cái cũ nó là 24. Dạ rồi. Cây 35 là cây cuối clip này Kiệt bán là 800 ngàn. Bao ship luôn cả chậu. Còn cô chú nào không lấy chậu thì Kiệt bớt lại 100 ngàn. Rồi anh dừng rồi. Đây, hồi đó người ta ghép ngang đây nè cô chú. Nhưng mà nó liền luôn à. Không còn có dấu ghép. Nhìn không dấu ghép luôn. Rất độc đáo ha. Ra cái gốc nó lên cái... đọt cần thăng thì mình mới biết là nó ghép cần thăng thôi. Được cái là ghép lâu năm. Rồi. Rồi cuối cùng thì Kiệt cũng xin kính chào quý cô chú ha. Cuối năm thì kính chúc quý cô chú dồi dào sức khỏe. Dạ. Xin chào quý cô chú. Rồi, con cũng mến chào quý cô chú ha. Hẹn gặp lại quý chú những clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để tiếp tục mình giao lưu và theo dõi nhiều cái clip cây mới nữa của anh Kiệt ha. Với những cây rẻ. Con xin chào và hẹn gặp lại.